Cây chay là một loài cây gỗ lớn, phổ biến ở khu vực Đông Bắc Bộ Việt Nam. Cây chay có thân màu xám và lá màu xanh lục hình bầu dục với bề mặt trên nhẵn, mặt dưới có lông tơ màu nâu hùng. Quả của cây chay có nhiều hình thù khác nhau, thường có màu vàng khi chín và ruột hồng, mang vị chua nhẹ, ngọt như quả hồng. Công dụng của quả chay 1. Hỗ trợ hệ tiêu hóa Quả chay có chứa men và tính axit, giúp cơ thể hỗ trợ tiêu hóa thức ăn một cách hiệu quả kích thích ăn ngon miệng và nhuận tràng. 2. Ngăn ngừa ung thư Chất benzaldehyde trong quả chay có khả năng ngăn ngừa và hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư, giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện. 3. Tốt cho hệ tim mạch Men phân giải có trong quả chay giúp giảm mỡ trong máu, hạ cholesterol và huyết áp, làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch. 4. Chống viêm và tiêu sưng Quả chay có tác dụng chống viêm và giúp giảm sưng do tích tụ nước trong cơ thể. 5. Hỗ trợ xương khớp. Chiết xuất từ lá cây chay có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý về xương khớp như thoát vị đĩa đệm, viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ và giảm đau thần kinh tọa. Dinh dưỡng từ quả chay. Khi quả chay chín mềm, chúng có vị ngọt như quả hồng, cung cấp dinh dưỡng vitamin toàn diện cho cơ thể. Nó chứa các loại axit amin, vitamin, chất khoáng giúp cơ thể dễ dàng tiêu hóa thức ăn, kích thích ăn uống và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đặc biệt Quả chay còn chứa nhiều chất béo có lợi cho nhuận tràng. Nước của quả chay chưa chín chứa chất béo giúp chắc xương, còn nước của quả chín chứa benzaldehyde, mang mùi thơm và có tác dụng đề phòng ung thư. Cách sử dụng quả chay. 1. Ăn trực tiếp. Quả chay có thể ăn trực tiếp như các loại hoa quả khác. Khi ăn, bạn có thể chấm kèm với muối ớt để làm tăng thêm hương vị thú vị. 2. Kho cá. Quả chay có khả năng tạo lớp màng bám vào miếng cá khi kho giúp giữ ẩm và làm cho cá không bị khô trong quá trình chế biến. 3. Nấu canh chua. Nhờ hương vị chua ngọt tự nhiên, quả chay rất thích hợp để nấu canh chua, tăng thêm phần hấp dẫn cho món canh. 4. Ngâm rượu. Dùng quả chay ngâm với rượu trắng hoặc rượu nếp để tạo mùi vị thơm ngon hơn, giải mỏi và giảm đau nhức xương khớp. 5. Sấy khô. Bạn có thể sấy khô quả chay để bảo quản lâu hơn và sử dụng được cả năm. Quả chay là những kho báu tuyệt vời từ thiên nhiên, mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Quả chay không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có nhiều cách chế biến độc đáo, đa dạng từ kho cá, nấu canh chua đến ngâm rượu và sấy khô. Thêm vào đó, chúng còn giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, hỗ trợ xương khớp và chống viêm tiêu sưng. Hãy khám phá và tận hưởng những lợi ích và hương vị thú vị từ quả chay trong thực đơn hàng ngày của bạn. Mọi người hãy thích chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Có thắc mắc, góp ý hay muốn chúng tôi làm về đề tài gì, xin hãy để lại bình luận để chúng tôi được phục vụ. Xin chân thành cảm ơn.